Chào các bạn, trong video này thì cô sẽ hướng dẫn mình lại cái phần là tích phân mặt loại 2 được chưa nào? Phân biệt khi nào các bạn sẽ xài công thức dành cho mặt hở và khi nào dùng cho mặt kính. Thì bạn lưu ý thế này này, là tích phân mặt loại 2 thì bạn sẽ có công thức này ha, công thức hoặc là người ta sẽ yêu cầu tính thông lượng thì bạn cũng sẽ viết lại thông lượng sẽ bằng tích phân này ở trên mặt S được chưa nào? Bây giờ để ý này, thứ nhất là nếu như trong trường hợp mặt S này là hở chẳng hạn, được chưa nào? Và cho dạy dạng phương trình Z bằng ZXY thì cô nhắc lại chúng ta sẽ có công thức này đúng không? Thì muốn xây dựng công thức này thì bạn đi từ tích phân mặt 1 nhé nào. Tính thì ở phần lý thuyết cô đã trình bày rồi. Thì bây giờ bạn để ý lại là nếu như trong trường hợp nhá, trường hợp bạn xem xét cái góc hợp bởi phạm vectơ và trục OZ nhé nào, xem là nhỏ hơn hay lớn hơn 90 độ thì từ đây bạn sẽ có dấu cộng trừ ở công thức và đồng thời là đưa về tích phân hai lớp đúng không? Ở trên cái hình chiếu ở nhá, trên miền D, vậy D này là hình chiếu của mặt S. Bạn thu được công thức này. Thì tương tự như vậy, nếu như trong trường hợp bạn thay vì là ZS bằng ZXY có thể là X theo là YZS hoặc là Y theo XZS chẳng hạn thì bạn tự động hoán đổi được chứ nào. Thì công thức này sẽ xài cho trường hợp là mặt S là hở. Đấy nha. Tuy nhiên là đôi khi có những trường hợp mặt S hở nhưng mà hàm của chúng ta là phức tạp quá. Hàm này phức tạp quá các bạn, PQR quá phức tạp, bạn có thể sử dụng công thức GO dành cho mặt kính bằng cách là thêm bớt mặt cong đấy nhá nào, để từ cái mặt hở này bạn sẽ tạo thêm mặt kính và sau khi tính được cái tích phân ở trên mặt kính bằng công thức GO xong, bạn sẽ trừ đi cái tích phân ở trên cái mặt bạn vừa thêm vào. Và đương nhiên cái mặt các bạn vừa thêm vào thì thường là mặt phẳng hay cái mặt gì đó mà nó dễ tính thôi đấy nhá nào. Thì việc làm đó nó hoàn toàn tương tự như việc là gì các bạn? Bạn xài công thức green ở trong tích phân đường loại 2, tức là thêm bớt đường cong để áp dụng được công thức green nhá. Và lát nữa có thể cho ví dụ phần đó. Tiếp theo trong trường hợp nếu như S này là mặt kính thì chắc chắn là bạn xài GO rồi, được chưa nào? Kính thì có thể là mặt cầu hoặc là mặt nón kết hợp với cái mặt ở bên trên, ví dụ như bạn có nón ha. Và lấy thêm cả cái mặt phủ ở bên trên này nữa. Thì khi này thì tùy theo là phạm vector là hướng ra ngoài theo mọi phía nhà bạn hoặc là hướng vào trong mà bạn có dấu cộng hay dấu trừ thế nào. Thì nhớ rằng cái mặt S là tất cả những cái mặt ở bên ngoài đúng không? Như vậy trong trường hợp cái hình này chẳng hạn, S sẽ là bao gồm thân nón và cái mặt phủ ở bên trên này thế nào. Còn V chỉ là cái thể tích ở bên trong của chúng ta. Bây giờ nhớ là kính hở là thế nào? Mặt hở các bạn và mặt kính ha. Hiểu đơn giản thế này, hở thì nếu như trong trường hợp bạn đổ nước vào cái mặt đó, bạn xoay thì nước sẽ rơi ra ngoài đúng không? Còn kính mà bạn bơm nước vào bên trong đấy nha. Rồi bạn xẹt cái phần đó thì khi bạn xoay thì nước nó sẽ không bị đổ ra ngoài. Hay nói cách khác thì miếng kính này sẽ tạo thêm một cái thể tích ở bên trong đấy nha. Thì bây giờ bạn nhìn một số hình này. Giả sử bạn có những cái hình này ha, hình nó này hoặc là paraboloid đúng nhá, những kiểu thế này là hở đúng không, bạn chỉ lấy thêm ở xung quanh thôi nha. Bên này nón cũng vậy, nếu như đổ nước vào bên trên bạn xoay thì nó sẽ đổ đấy nhá nào. Mặt trụ ha, hoặc là trụ parabol đúng nhá nào, bên trên là trụ tròn nha bạn, bên này trụ parabol này. Còn nếu như trong trường hợp mà cái mặt mà kín thì là như mặt này các bạn, giả sử đây ha, một cái mặt này thì sẽ có là ba phần ghép lại đúng không, đáy trên không? Là hình tròn, đáy dưới hình tròn và cái thân xung quanh đấy nhá, có cái khối trụ này đó. Hoặc là cái hình này chẳng hạn, hình này thì bạn thấy là xung quanh thì sẽ là cái paraboloid và ở bên trên là phủ bởi gì bạn, một cái mặt tròn, mặt phẳng và mặt tròn đấy nhá nào. Như vậy cái mặt này cũng là kín và mặt trên này kín đấy nhá. Như vậy kín hở theo nghĩa thông thường chúng ta hay sai thôi. Thì một khi mà bạn nói đến kín hở thì bạn sẽ để ý thêm ha, tích phân mặt loại 2 thì bạn luôn luôn đi kèm với việc là gì các bạn, phạm vector là như thế nào. Nếu như hở thì sẽ có trên và dưới đúng không, hướng lên trên, hướng xuống dưới. Trên dưới này là theo cái trục mà người ta làm chuẩn thì thông thường sẽ là cao độ. Nếu như bạn có cái mặt là Z bằng ZXY chẳng hạn ha, thì trên dưới là so với cao độ, tức là so với chiều cao OZ, đấy là trục OZ. Còn kính thì sẽ có phạm vector hướng vào trong hoặc là hướng ra ngoài. Thì như vậy giả sử cái mặt mà chúng ta đang xét đây các bạn mặt S đây đúng không, thì rõ ràng trong trường hợp này phạm vector hướng đây là hướng ra ngoài đúng không nhỉ, hướng ra ngoài thì khi này bạn lấy dấu cộng ở trong công thức GO đúng không.
Còn nếu như ha, phải vector mà hướng vào trong thì bạn sẽ lấy dấu trừ. Nghĩa là đó, theo hướng ngược lại thì giá trị tích phân này sẽ bằng đổi, thấy nha, bằng giá trị đổi của nó. Rồi thì bây giờ lưu ý thêm là một số nhiều khi là bạn vẫn phân biệt được hở rồi chín ở trên dưới nhưng mà bị nhầm cái từ mà người ta sai. Bây giờ giả sử thế này này, nếu như người ta cho thì từ là S ha, là mặt trụ này. X bình cộng với Y bình, phải chắc nào, bằng 9. Người ta ghi thêm là S nằm trong khoảng từ 0 tới 2. Như vậy nếu như trong trường hợp này bạn đọc cái câu này thì bạn hiểu là mặt S này là kín hay là hở. Thì bây giờ để ý ha, S là mặt trụ, người ta khẳng định S là mặt trụ luôn. Mà phương trình của trụ thì chỉ là cái này thôi, được chưa nào? Thì bạn hiểu rằng nếu như ha người ta dừng ngắt ở ngang đây thì khi đó nó sẽ là một cái trụ kéo dài vô tận đúng không? Kéo dài vô tận, được chưa nào? Và đương nhiên trong này nét đứt ha, bên trong nét đứt các bạn. Đây là bị phất nữa nhé nào. Rồi, kéo dài ha, kéo dài trên xuống dưới, tức là trục dạy ở đây chẳng hạn thì nó phải từ trừ vô cùng tới cộng vô cùng của dạy luôn, được chưa nào? Nhưng mà đương nhiên chúng ta không thể lấy mãi như vậy được, như vậy người ta giới hạn lại là bằng cách là thêm cái điều kiện dạy chạy từ 0 tới 2, được chưa nào? Tức là ở đây người ta ám chỉ là bạn chỉ lấy một khúc của cái trụ này thôi, là trụ dài như vậy ha, nhưng bạn chỉ lấy từ cái phần phần này đến phần dưới này thôi, tức là chạy từ 0 tới 2, được nhá, ứng với giá chạy từ 0 tới 2. Như vậy có nghĩa mặt này vẫn là hở nhá. Nhiều bạn thì cứ nghĩ là có thêm cái này hoặc là có thêm cái miếng tròn ở dưới này, không phải, được nhá nào. Ở đây nó chỉ là gì? Là mặt trụ và thỏa điều kiện, được nhá nào. Thỏa điều kiện thì cái điều kiện này là chẳng lại để xác định xem là lấy bao nhiêu phần của trụ. Như vậy trong trường hợp này mặt này là hở, được nhá nào. Tương tự như vậy, nếu như người ta nói là S là nó nè, Z sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Thế nào? Hoặc là người ta ghi thỏa điều kiện, hoặc là ghi là Z nhỏ hơn bằng 1. Thế nào? Như vậy rõ ràng đây là cái nón dương các bạn. Nón dương như vậy ha. Và chỉ lấy ứng với Z nằm trong khoảng là nhỏ hơn 1 thôi. Thì đương nhiên nhỏ nhất là 0 rồi ha. Đây là y này, Z này, bên này x đúng không? Thì như vậy lấy chỉ lên đến Z bằng 1. Thế nào? Tức là bạn lấy cái thân nón nữa nhá, từ cái đỉnh này mà lên đến vị trí ngang dãy bằng 1 thôi, và lấy viền xung quanh. Như vậy trong trường hợp này nó cũng là hở, đúng nào. Thì trường hợp nào nó kín? Giả sử nhá, giả sử như bạn bảo là biên của hình gì đó, biên của miền ha, cái từ mà chúng ta phải để ý là biên của miền V, với V thỏa mãn cái điều gì đây, x, y, z sao sao đó, đúng nhá nào. Thì một khi mà bạn thấy chữ biên nghĩa là thì chắc chắn là nó phải kín nhá, biên này phải kín, hoặc là đấy nhá nào, là biên của miên giới hạn bởi những cái đường gì đó, tổng lại là vẫn có chữ biên đúng không, giới hạn bởi ha, bởi những cái mặt nào đó ha, thì bạn bạn thấy có chữ biên ở đây thì chắc chắn biên thì nó phải kín, đấy nhá nào. Kể cả trong hai chiều và kể cả trong ba chiều nha bạn. Trong hai chiều thì biên của thì miền D chẳng hạn đấy nhá. Còn ở đây trong ba chiều thì biên của miền V. Thế nào? Có một trường hợp nó hay các bạn hay bị lừa nhất đó là gì? Đó là nếu như bạn có là hình cầu ha. Bằng 9 đấy nhá nào. Thì AS sẽ là gì? AS sẽ là phía ngoài của phần mặt cầu chẳng hạn. S thế này ha. Cô ghi lại ha. Phía ngoài của phần mặt cầu này. S này là phía ngoài ha. Của phần mặt cầu nhé. Nếu như bảo là phía ngoài của phần mặt cầu này thì bạn thấy gì? Rõ ràng trong trường hợp này mặt cầu thì sẽ là mặt kính, đấy nhá nào. Mà lấy phía ngoài, như vậy trong trường hợp này bạn sẽ chắc chắn là dùng được GO và lấy dấu cộng đúng không? Đấy nhá. Bây giờ người ta lại bổ sung thêm một cái cụm nữa, đó là gì? Phía ngoài của phần mặt cầu nhưng đồng thời thỏa mãn thêm điều kiện nào đó. Thỏa điều kiện ha. Thỏa điều kiện là x lớn bằng 0. Nhá nào, y lớn bằng 0, z lớn bằng 0, cụm này rất hay gặp đấy nhá nào.
Như vậy bây giờ bạn để ý nè, kết quả ban đầu là bạn sẽ có phía ngoài của cầu, nếu như dừng ngang đây thì nó kín giống như ở bên trên đúng không, và phá vector đương nhiên là hướng ra ngoài. Bây giờ lại có thêm cái cụm là thỏa điều kiện, như vậy có nghĩa là chúng ta không lấy toàn bộ cầu này mà bạn chỉ lấy cái phần mặt cầu mà ứng với thỏa điều kiện x lớn không, y lớn không, z lớn không. Như vậy lúc này có nghĩa là phần bạn lấy chỉ là 1/8 thôi đúng không nha, 1/8 của phía ngoài được chưa nào. Như vậy rõ ràng thì phá vector trong trường hợp này vẫn hướng theo cái hướng cũ là lấy ra ngoài đúng không, tức là vậy. Có nghĩa là lúc này cái mặt chúng ta cần lấy là mặt SH mà có phá vector hướng theo hướng cũ là hướng hướng như hình vẽ ở đây, thì có nghĩa là lúc này gì các bạn, lúc này cái góc hợp bởi trục OZ và N này này sẽ nhỏ hơn 90 độ được chưa nào. Hoặc là đương có thể là người ta sẽ bỏ đi cái điều kiện này chẳng hạn, thì bạn tùy thuộc vào đó ha. Nếu như bỏ điều kiện này thì có nghĩa là gì, nếu như bây giờ ha, bây giờ bỏ cái điều kiện mà z nhỏ hơn không này đi ha, à, lớn không này đi, bạn chỉ có y lớn hơn không và x lớn không thôi, thì bây giờ cái hình của chúng ta sẽ thế nào. Thì lúc này z có thể âm dương như vậy kéo xuống dưới này nữa đúng không, và như vậy nó giống như quả cam mà bạn bộ làm bộ đúng không, bạn lấy một mũi gì đó, tức là lấy thêm hai nữa đấy chứ nào. Thì trong trường hợp này bạn thấy này, cái hình này có điều gì đặc biệt, nửa ở bên trên đúng không, nửa ở bên trên thì phá vector hướng thế này đúng như nhỉ, nửa ở bên dưới nó vẫn lấy phía ngoài của phần mặt cầu, như vậy phá vector vẫn hướng ra phía ngoài ở mọi phía nếu như nó kín đúng không, tức là ở phía dưới thì phá vector vẫn hướng theo kiểu này đúng như nhỉ. Thì trong trường hợp này bạn thấy này, lúc này đối với nửa trên này ha thì góc hợp bởi OZ và N này là nhọn 90 độ, tức là khi bạn tính tích phân ha theo cái công thức của mặt hở thì nó sẽ lấy dấu cộng ha. Nhưng mà ở phía dưới này, như là ở phía dưới này thì như thế nào các bạn, phía dưới này ha thì sẽ là OZ và N này hợp lại một góc lớn hơn 90 độ thì lát nữa sẽ lấy dấu điều trừ. Như vậy bạn thấy rằng đối với trường hợp ba này, nếu như bạn tính theo công thức đó bạn chia phải gì các bạn, phải chia làm hai miền ha, nửa trên nhá và nửa dưới ứng với từng trường hợp phá vector hợp lại góc bao nhiêu như nào. Tuy nhiên hình chiếu rõ ràng là vẫn đưa được vào 1/4 hình tròn đúng không, vậy là cái phần này ứng với ít lớn không, ít lớn không đấy chứ nào, thì bạn có thể sai chung hình chiếu đấy nhá, từ đó tính toán. Thì bạn thấy rằng này, đôi khi ha bạn phải chia miền ra tùy thuộc vào cái phá vector đó hợp góc bao nhiêu nhá, tùy thuộc vào phạm tuyến rồi ha. Bây giờ cô sẽ lấy ví dụ đấy nhá, một ví dụ có bạn vừa hỏi hôm nay đấy nhá, bạn hỏi là sai cái này như thế nào, cái này nghĩa là D của trường nào đây. Bây giờ bạn đọc phân tích bài này này, cho trường vector F như vậy ha. Bình thường là EJK mà bây giờ khuyết K có nghĩa là gì? Hệ số ở cái hàm tương ứng là bằng bằng không. Tính thông lượng của F qua mặt paraboloid này với z nhỏ bằng 1. Thì đó chính là cái phần tương tự như này cô nói đúng không? Bây giờ bạn để ý này. Rõ ràng trong trường hợp này ha là bạn có cái mặt cần tính là mặt parabol. Cô vẽ phác họa. Hơi run tay xíu ha. Bên này z nha các bạn, bên này x và bên này y đúng nhất nào. Thì trong trường hợp này bạn chỉ lấy mặt paraboloid này mà ứng với z nó như thế nào, nhọn bằng 1. Như vậy rõ ràng mặt hở và chỉ lấy cái thân xung quanh ở đây thôi, đúng nhất nào. Thì hướng lên trên thì có nghĩa là phá vector sẽ như thế nào? Bây giờ phá vector nằm ở trong ở cái bầu ở bên trong ha. Như vậy n ở thế này này, phía bên này thì n hướng qua thế này này, thế nào đó. Thì rõ ràng góc hợp bởi sẽ là nhỏ hơn góc hợp bởi n và oz nhọn 90 độ đúng không. Thì đương nhiên trong trường hợp này bạn vẫn có thể sai được cũng cái công thức dùng mặt hở bình thường. Như vậy cô giải cách một ha, cách một các bạn thì thứ nhất là thông lượng các bạn tính được sẽ là tích phân trên mặt s ha, hàm này cô đặt là p ha, bên này là q, r cho bằng không đấy nào, tích phân của P, DI, DZ đúng không? Cộng với Q
dx dx cộng với r dx dx, ghi đúng công thức ha. Và lượng này ghi lại sẽ bằng thức phân ở trên mặt S của gì? X y bình cộng với z dy dz ha, cộng với x bình y cộng với z dz dx cùng sau bằng không ra bỏ, được chưa nào? Thì bây giờ bạn có này, đối với mặt hở thì cái mặt S này của chúng ta có gì? Z bằng x bình cộng với y bình, được chưa nào? À, từ đây bạn suy ra được đó ham hai x ha, z phẩy theo y sẽ bằng hai y, đúng chưa? À, tiếp theo hình chiếu, hình chiếu D rõ ràng trong trường hợp này hình chiếu sẽ là hình tròn bán kính bằng bằng một, đúng nhỉ? Như vậy lên OXY này của mặt S này chính là những cái bộ XY của vào R2 sao cho thỏa mãn x bình cộng với y bình nhỏ hơn hoặc bằng một ha, góc hợp bởi trục OZ và N nhỏ hơn 90 độ. Như vậy lát nữa lấy dấu cộng này, từ đây bạn có này thông lượng dùng công thức ha, như vậy sẽ là dấu cộng của gì, tích phân hai lớp trên D B trừ z phẩy theo x này cộng với q trừ z phẩy theo theo y ha cộng với r dy dy, đây là công thức. Trả vào bạn có gì? À, bây giờ nhớ bên này 2x 2y lát nữa thêm dấu trừ vào ha. Bây giờ P sẽ có này, P chính là x y bình cộng với z đúng không? Z trong trường hợp này bạn phải thay toàn bộ lại theo x y, bởi vì đây đưa về hai lớp theo x y ha, chỉ có hai biến x và y thôi. Thế vậy ghi lại là x bình cộng y bình chính là cái hàm này đúng không nhỉ? Đó. Tiếp tục thế ha, nhân với trừ z phẩy theo x, như vậy trừ 2x cộng với q, q trong trường hợp này sẽ là x bình y này cộng với z, tức là x bình cộng y bình ha, nhân với trừ z phẩy theo y như là về là trừ 2y, được chưa nào? R là bằng không rồi bỏ về chỗ này để đi, được nhá. Lượng này bạn có gì? Nhân vào ha, nhân vào biến đổi một chút xíu. Như vậy chỗ này bạn có là trừ 2x nhân với lượng này, lượng này nhân với lượng này, như vậy bạn sẽ được là cộng là trừ 4 lần x bình y bình. Trừ đi 2 lần đúng không? 2 lần x bình cộng y bình này nhóm chung này. Rồi trong này là x cộng y, được chưa nào? Để x đi, đúng chưa? À, thì rõ ràng ở đây là tích phân hai lớp mà trên hình là hình tròn bán kính bằng 1 rồi. Như vậy bạn đổi qua toàn độ cực nhân ha. Cô ghi nhân luôn là x bằng r cổ đúng không? Y sẽ bằng r sin phi, được chưa nào? À, cái biên d phẩy của chúng ta ghi nhân luôn là r chạy không 1 đúng không? Như nào? Và phi sẽ chạy không 2 phi, cái này quá dễ đấy ha. Như vậy trong trường hợp này bạn ghi lại tích phân ở trên d phẩy này của gì? Trừ 4 lần x bình y bình, như vậy chỗ này r mũ 4 đúng không? Cột bình phi, sin bình phi ha. Trừ đi 2 lần x bình cộng y bình là r bình. X cộng y, như vậy thêm một lần r nữa ha. Rồi là cột phi cộng với sin phi, thấy chưa nào? Tất cả nhân vật Jacobi là nhân vật r nữa, dr d phi. Đó. Như vậy lượng này bằng mấy? Chỗ này dễ nhất là bạn sẽ tích ra hai cùng tích phân, được nhá nào? Bên này là trừ của này, tích phân ở đây sẽ là nhân r Jacobi vào nhau bạn, như vậy được r mũ 5 nhá, dr, được nhá nào? Bên này sẽ là cấn 0,1 ha, tích ra tích phân xác định luôn 4 cột bình sin bình, như vậy sẽ là dấu trừ ở trước đó nha, như vậy chỗ này không 2 phi của này sin bình 2 phi đúng không, d phi. Trừ đi, thấy cái nào? Bên này 2 R mũ 4 đúng không? R mũ 4 R 0,1 ha. Bên này sẽ là 0,2 pi cột phi sin phi, cột phi cộng với sin phi để phi ha. Như vậy chỗ này bạn lấy lên sẽ là trừ R mũ 6 chia 6 thì cần 0,1 này. Bên này bạn lại tiếp tục hạ bậc đi, 0,2 pi, chỗ này sẽ là 1 trừ đi cột 4 phi đúng không? Chia 2 thế nào, d phi trừ đi 2 lần r mũ 5 chia 5 0,1 ha,
nhân với bên này sin đào hàm thành cột này, bên này trừ cột đào hàm thành phòng sin ha, phòng hai phiên. Cái về chỗ này bạn ráp vào là được là trừ 1/6 nhân với nguyên hàm chỗ bên này lên sẽ là 1/2 phi đúng không? Trừ đi sin đào hàm thành cột ha, như vậy trừ đi sin 4 phi chia 8 đúng không? Để cần 0 2 phi. Trừ đi 2 nhân với 1/5 ha. À, bên này là 0, bên này 0 là 1, bên này nói chung là chỗ này cho nó 0 rồi ha. Bởi vì là ở sin của 2 pi và 0 đều là 0, cột thì đều cho là 1, như vậy trừ bên trên bên dưới thì cho là 0. Như vậy chỗ này bạn được bao nhiêu? Ở đây chỉ có cái lượng 2 pi này ráp vào thôi. Như vậy chỗ này trừ pi chia 6 rồi nhé. Và cái lượng sin thì nó đã 0 rồi. Để trừ pi chia 6 đấy nhé. Thì trong trường hợp bạn tính theo kiểu mà mặt hở thì nó cũng tính dễ dàng như vậy. Tuy nhiên bài này nếu như giả sử mình làm áp dụng công thức GO thì bạn có gì? Áp dụng GO thì rõ ràng ở đây nó đang hở thì bạn phải thêm bớt mặt cong để sao cho nó tạo thành mặt kính đúng không? Cô copy cái này xuống ha. Tiếp số 2, thấy nào. Hai chúng ta có gì? Mặt S bỏ luôn ha. Phi là bằng như vậy. Bây giờ này, bạn có ban đầu S này là hở ha, mình sẽ thêm bớt cái mặt trên này. Mặt trên này là mặt có phương trình là gì? Thì bạn thấy này, rõ ràng ở đây là nằm ở trên mặt phẳng giải bằng 1 đúng không? Và hình tròn bán kính bằng 1, như vậy rõ ràng cái mặt S1 này ha. S1 này này. Có dạng gì? S1 ở đây sẽ là giao của các bạn mặt phẳng giải bằng 1 và cái hình tròn, tức là hình tròn bán kính bằng 1 đúng không? Đó, được nhá, trên mặt phẳng giải bằng 1 nhé. Thì bạn sẽ có gì nếu như ghép bạn có này. Mặt S ban đầu của chúng ta là mặt paraboloid nha, hợp với S1 thì bằng là S2 chẳng hạn, thấy nhá, S2 này là kính, thấy nhá nào. Đó. Như vậy trong trường hợp S2 kính này này, mà phạm vector ở đây bạn thấy gì? Hiện tại bạn đang xét là nó hướng lên trên đúng không? Nếu như đối với S1 này là phạm vector hướng lên trên. Hướng lên trên có nghĩa là khi bạn đầy thêm cái nắp này vào thì nó sẽ nằm ở bên trong đúng không? Như vậy đối với cái mặt S mà chúng ta S1 chúng ta vừa thêm vào ha. À, có phải nhầm đúng không? Nói lại ha. Trong trường hợp này rõ ràng cái S là paraboloid, đấy nhá, là S là paraboloid này. À, thì như vậy cái phạm vector là hướng lên trên, có nghĩa là khi bạn đầy thêm cái nắp là S1 vào nữa thì nó sẽ là tạo thêm là phạm vector hướng ở bên trong. Thứ nhất là như vậy đối với cái mặt là mặt phẳng hình tròn trên này thì bạn cũng nên lấy phạm vector thuận chiều như vậy để có thể sai được GO. Như vậy rõ ràng lúc này phải hướng xuống dưới. Đúng nhất là đó, N này hướng xuống dưới này. Đó. Thì như vậy bạn sẽ bổ sung thêm cái mặt S1 nhá, với phạm vector là hướng xuống dưới. Thấy nhá nào. Thì như vậy lúc này bạn sẽ có cái mặt tích phân ở trên mặt S1 là 1 này và mặt S là paraboloid ban đầu của chúng ta, thấy nhá nào. À, hợp lại ha, hợp hai miền này lại thì sẽ tạo thêm là S2 là kính và phạm vector hướng vào trong. Thấy nhá nào. Hướng vào trong. Như vậy sẽ sai được GO và gì? Còn nhớ là lấy dấu trừ nhá, GO và lấy dấu trừ nhá. Rồi. Thì từ đây chúng ta có này. Rõ ràng đương nhiên là thêm vào thì tí nữa phải bớt đi. Thấy nhá nào. Như vậy bạn có này. Không lường ha. Không lường chúng ta cần tìm là phi đúng không? Rõ ràng ở trên mặt S đúng nhá. À, thì sẽ cộng với không lường ở trên mặt S1 ha. Với phạm vector hướng xuống dưới. Đấy nhá nào. Sẽ bằng gì? Không lường ở trên S2 đúng nhá. Ở trên mặt S2. Đấy nhá nào. Kín vào hướng bên trong. Đấy nhá nào. Thì như vậy từ đây bạn sẽ có là gì? Ừ, thông lượng ở đây là thông lượng S đấy nhá. Thông lượng ban đầu ạ. Sẽ bằng thông lượng ở trên mặt kính ha. S2 kính này. Thứ nhất là mà trừ đi thông lượng ở trên mặt S1 là mặt chúng ta vừa thêm vào. Thứ nhất là. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính hai cái này. Thứ nhất là. Bây giờ tính thứ nhất là thông lượng đối với S2 ha.
Thì rõ ràng đây là một cái miền V ha, xin lỗi, cái mặt mặt S2 là mặt kính mà bao ở bên trong là miền V. Miền V này có dạng như thế nào? Thì bây giờ bạn có V trong trường hợp này sẽ là thỏa này, ít pin cộng với y pin nhỏ bằng Z đúng không? Rồi và thứ hai nữa là Z sẽ nằm trong khoảng từ có thể nói luôn là nhóm một luôn đấy nhé nào. Đó. Rồi. Rồi ok ha. Rồi từ đây bạn sẽ có gì này? Đặt ở bên này là PQR rồi. PQR giống như lúc nãy nhá, R không rồi. Bây giờ bạn áp dụng công thức cơ ô đối với lượng này bạn được gì? Bạn sẽ có này. Tích phân được nhá nào của trên mặt S2 này sẽ bằng trừ ha, tích phân ba lớp của y trên v của p phẩy theo x cộng với q phẩy theo y cộng với r phẩy theo z cũng nhé, dx dy dz. Lượng này thì bằng mấy, tính đạo hàm này, đạo hàm theo biến x cô ghi thêm ở trên này, p phẩy theo y được mấy nào, đạo hàm theo y ở đây sẽ được là y bin đúng không, q phẩy theo y, quy phẩy theo y như vậy chỗ này được ít pin ha, r phẩy theo z đương nhiên bằng không rồi bởi vì r khuyết luôn đúng nhá nào, như vậy lượng này còn lại ít pin còn ít pin trừ tích phân ha, trên v của ít pin cộng với y pin dx dy dz đúng nhá nào. Thì rõ ràng trong trường hợp miền này thì bạn có thể đổi qua toàn đủ trụ đúng không, đổi qua toàn đủ trụ để làm như vậy bạn có gì nào. Cô ghi nhân ha, như vậy x sẽ đặt là r của phi này, y sẽ bằng r sin phi này, z bằng z được nhất nào. Trong trường hợp này bạn sẽ có gì, thì miền v phẩy giao cô y bằng r v phẩy ha, v phẩy theo ba biến mới r phi và z này, thì rõ ràng hình chiếu r và phi xác định giống hình chiếu tức là không hồ đúng không, và không hai pi thế nhé nào, z chạy từ đâu thì bạn nhìn vào đây thì bạn cũng biết này thế nào, hoặc là nhìn vào hình thì bạn thấy là ở bên trên cao nhất là z bằng bằng một và dưới là parabol được nhé nào, như vậy ở dưới này bạn sẽ có r bin một ha, như vậy ráp vào bạn có phi ở trên S2 sẽ bằng trừ tích phân ba lớp được nhé nào, R bin chỗ này R bin nhân với Jacobi là R DR D phi D z trên V phẩy ha, lượng này sẽ bằng trừ 01 DR đúng không, 02 phi D phi thế nào, rồi là R tạm thời ở bên này cũng được, R 13 để đây luôn ha, z D z ha 01 thế nào, rồi như vậy xin lỗi không R bin ha. Như vậy lấy nguyên hàm thì biến giải trước, lượng này sẽ là 02 pi, có thể lấy luôn ha. Dấu trừ này 01 này. R mũ 3 rồi, bây giờ được giải phải không? Thế cần giải bằng 0 và giải bằng 0 và giải bằng R bình. Thế chắc là như vậy bạn được R mũ 5 đó nha. D, R ha. Như vậy trừ pi 02 pi này. Bên này R mũ 5. Thì R cô đưa ra là R mũ 6 chia 6 luôn đi ha. 01. Như vậy lượng này bạn được trừ 2 pi nhân với 1 phần 6 đúng không? 1 phần 6. 1 phần 6. Đúng chưa? Như vậy bằng trừ pi, pi chia 3, có cái gì sai sai ở đấy hả? R mũ 5 chia 5. À xin lỗi, R mũ 6 chia 6. Nha. Pi là 2 pi 0. Cô do lại là R bình ha. À 1. Xin lỗi xin lỗi, Z là bằng 1 ha. Cô ghi nhầm. Này. Nói nhân quá, nói nhân quá. Bên này. Như vậy chỗ này không pi này, bên này không 1 ha. Cô thể gần Z bị sai đúng không? Bên này không 1 này. R mũ 3 nha, bên này sẽ là gì? Z thể cần là Z
Chỗ này cô ghi nhầm là Erbil đến mấy các bạn? Đến 1 ha. Thế về bên này, dưới này dẹt vào Erbil này. Bên này 1 này, thấy chưa nào? DR, thấy chưa? Ok ha. Như vậy chỗ này trừ pi. Để cần không 2 pi nha. Bên này không 1, thấy chưa nào? Như vậy chỗ này bạn được R mũ 3 trừ đi R mũ 5 ha. DR, thấy chưa nào? Như vậy chỗ này bạn sẽ được là trừ 2 pi nha. Nhân với bên này R mũ 4 chia 4 trừ đi R mũ 6 chia 6 ha. Để cần 0,1 thấy chưa nào? Như vậy trừ 2 pi 1 phần 4 mà trừ đi 1 phần 6. Như vậy mẫu chung là 12 đúng không? 12 như vậy là bằng trừ 2 pi ha. 12 như vậy 3 mà trừ đi 2 còn 1 phần 12. Thế nào? Và trừ pi chia 6 rồi. Còn lại là kết quả trên dưới giống nhau. Thấy chưa nào? Như vậy, xin lỗi. Mới là phi S thôi ha. Rồi, bây giờ tiếp. Ở đây chúng ta có thêm phi của S1 ha. Phi S1 bao nhiêu? Phi S1. Như vậy chắc chắn kiểu gì kiểu lượng này phải bằng 0 ha. Bây giờ tích phân ở trên cái mặt S bằng 1 thỏa mãn điều kiện này đúng không? Đây, bạn thấy S1 này. Cô ghi lại này, S1 có dạng gì? S1 là phương trình z bằng 1 ha, kèm theo điều kiện là x pin cộng với y pin nhỏ hơn 1 bằng 1. Như vậy nhớ này, cái dạng chính của nó vẫn là z bằng 1. Thì đây là tích phân ở trên mặt hở hướng xuống dưới nha bạn. Thì bạn cứ sai cái công thức theo mặt hở thôi. Như vậy z phẩy z đang là hàm theo x y mà x y quyết đúng không? Z phẩy y bằng 0. Z phẩy y bằng 0 được nhá. Hình chiếu chỉ là hình này luôn đấy nhá. Hình chiếu D lên mặt phẳng OXY. Này mình có thể ghi nhân ha. Của cái mặt S1 này chính bằng x pin cộng với y pin nhỏ hơn hoặc bằng 1 đấy nhá nào. Đó. Thế như vậy trong trường hợp này bạn áp dụng công thức góc hợp bởi ha. OZ và N rõ ràng trong trường hợp này là bằng 180 độ luôn, lớn hơn 90 độ nhá. Thế như vậy suy ra phi này bằng mấy? Áp dụng đủ công thức nha. Như vậy D đây là P trừ z phẩy theo y đúng không? Còn với Q trừ z phẩy theo y ha. Còn với R. Và bây giờ rõ ràng này cụm này bằng 0, cụm này bằng 0, R thì bằng 0 rồi ha. Như vậy nguyên đường này bằng 0. Chứng tỏ bạn suy ra được là cái phi ở trên S. Thấy nhá, phi ở trên S này bằng lượng này nãy mình tính được pi chia 6 trừ đi lượng này bằng 0 thì chung cuộc kết quả bằng pi chia 6 đấy nhé nào. Pi chia 6 giống như ở bên trên ha. Thì đây là một bài mà bạn có thể xài hai kiểu, kiểu này kiểu kia thế nào. Bây giờ cô nói thêm một bài nữa vì cô thấy cái miền của nó khá là hay. Cái hình nó hơi là hơn so với bình thường bạn hay làm thế này. Có dạng thế này nè. Tính thông lượng ha. Thông lượng nói là tính thông lượng thì bạn cũng sẽ tự ghi lại công thức tích phân mặt ngoài hai thôi ha. Của cái trường vector F sẽ bằng 2x bình y ha cộng với y bình g trừ đi z bình nhân với k. Trong đó miền V thông lượng ha, đi qua mặt ngoài của miền ha, đi qua S này là mặt ngoài hoặc là bên ngoài được chưa nào, giống nhau bên ngoài của miền V được chưa nào, là không y này căn bậc hàm của 1 trừ đi z pin được chưa nào, x sẽ chạy từ 0 tới 2. Rồi bây giờ bạn nhìn vào cái này thì bạn biết chắc là gì bạn, nó phải kín đấy nhá, bởi vì ở đây chúng ta có chữ biên đấy nhá, của miền nào đó. Thứ hai nó ngoài như vậy dùng công thức gỗ và sẽ là gì, dấu cộng đấy nào. Bây giờ cái miền này là miền gì thì bạn thấy từ cái phương trình này bạn sẽ biển đổi ra được là gì, y biên phải không, cộng với z biên bằng nhỏ bằng một đúng không. Như vậy rõ ràng đây là mặt trụ, trụ này thì sẽ nhấn, nói chung là nó sẽ chạy dọc theo cái trục OX đấy nhá nào.
Thì như vậy ở đây tốt nhất là bạn sẽ xoay về trục lại đấy nhá. Bình thường bạn có trục như nào? Y và Z đúng không? Thì bây giờ vì nó Y Z là thay vai trò của X Y như vậy, bạn sẽ quay cái X lên thế này. Quay X lên bên trên thì có nghĩa là theo quy tắc tam diện thuần đúng không? Thì bạn sẽ xoay X lên Z và Y đúng không? Như vậy Z sẽ chạy qua đây và Y sẽ chạy qua bên này. Thế nào? Thì cô nhắc các bạn luôn, nếu như lát nữa bạn có đổi biến của toàn độ trù chẳng hạn, hoặc là toàn độ cực chẳng hạn ha, thì Y này sẽ thay cho con X, tức là đi về cột nha. Còn Z này thì sẽ thay cho con Y, như vậy sẽ đi theo RC nhé. Nào mình hoán đổi vị trí toàn bộ được nhé. Thêm nữa là trong trường hợp này trù này không lấy toàn bộ mà chỉ lấy cái phần mà ứng với như thế nào bạn, Y nó lớn không thôi. Như vậy khi vẽ hình chúng ta để ý một chút ha. Như vậy phạm sơ chúng ta thấy gì? Con x thì thay cho trục z, như vậy ở bây giờ bạn sẽ có trục đựng ha, là x. Rồi bây giờ có gì? Y như vậy bên này cô cho là x ha, thì bên này sẽ cho là z và bên này sẽ cho là y này. Đấy chưa nào? Y thì chạy từ 0 tới 1 trừ z, như vậy z có thể âm dương nhưng mà y thì chỉ dương thôi. Như vậy có nghĩa là bây giờ bạn lấy đường này đấy nhá. Rồi bây giờ có nữa là x chạy từ 0 tới 2, như vậy trục đường lên đây ha. Mẹo xíu. Và bên này là lấy qua. Và tạm thời vậy nha các bạn. Như vậy trong trường hợp này bạn có gì? Ở đây thực chất mình chỉ lấy là biên ngoài của cái trụ mà chạy đôi ở thế này thôi. Như vậy thực chất mặt này sẽ ghép bởi mặt trên này là một này nhá. Mặt đáy dưới này là hai. Cái vần xung quanh của trụ là ba. Và cái mặt phẳng OXY, tức là cái thanh từ bên này qua bên kia hình chữ nhật ở bên sau nhá, là bộ đúng không? Như vậy biên này được ghép bởi bốn biên, và biên ngoài có nghĩa là pháp vector sẽ hướng phía ngoài tại mọi phía đúng không nhỉ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta có gì? Cô vẽ tạm thời vậy ha. Thì ở đây bạn cũng có lượng này là P và ông bên này là Q, bên này là R. Được chưa nào? Thì bạn đặt giả trí hàm cho rồi tính luôn, biết kiểu gì chúng ta cũng tính đáo hàm rồi. Như vậy suy ra được P phẩy theo x ha sẽ bằng 4y, Q phẩy theo y sẽ bằng gì? 2y 4x x ha, 2y và trừ đi 2z, R phẩy theo z sẽ bằng trừ 2z này. Tiếp tục là trong trường hợp này thì bạn sẽ có ha, bên này x không 2 này, bên này 1 1 nha bạn. Bây giờ có gì? Thứ nhất là bạn nói là gì? PQR khả vi phải không? S kín đúng không? Rồi được nhá nào, và phạm vi hướng ra ngoài được nhá, chậm là chậm thấy nhá. Giờ đó áp dụng công thức gì, công thức GO bạn sẽ có gì? Thông lượng ha sẽ bằng P DI DZ cộng với Q DZ DX ha, cộng với R DX DI sẽ đưa được về thành tích phân ba lợi của trên mình P hướng ra ngoài lại dấu cộng được chưa nào, của hàm rồi ráp vào chúng ta sẽ có là tích phân ba lớp ở trên b của gì 4x ha cộng với 2y trừ đi 2z dx dx dz. Trong trường hợp này v là cái gì? V chỉ là cái miền ở đây luôn, chỗ này bạn đóng ngoặc vào là được ha. Cô ghi lại v với V sẽ bằng những cái bộ x y z sao cho thỏa mãn
Các bạn thứ nhất là bạn sẽ có y ha, chạy từ 1 trừ đi ZB này lấy căn bậc 2 này. Và x này sẽ chạy từ 0 tới 2 nha. Như vậy trong trường hợp này bạn thấy là đây rõ ràng là hình trụ rồi, như vậy chắc chắn đổi biến qua tọa độ trụ được đúng nhá. À, nhưng mà tọa độ trụ trong trường hợp này mình hoán đổi vị trí một xíu thì bạn sẽ có gì nào, đặt gì nào? À, bây giờ bạn thấy y này là hướng theo cái phía này là theo cái hướng bình thường mà x hay hướng, như vậy x xin lỗi là y phải không, đây là r cột đấy nha, thay vào vị trí của x thì nó sẽ đi theo cột nha. Z thay vào vị trí của y thì sẽ là r sin đấy nha, và x sẽ bằng x, như vậy Jacobi vẫn là r. Bây giờ bạn có gì này, hình này hình chiếu vẽ lên ha, y này thay vào vị trí của x này, z thay vào vị trí của y này, thấy chưa nào? Và nó sẽ chạy theo phía này. Thấy chưa? Như vậy trong trường hợp này bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy từ trừ pi chia 2 đến pi chia 2 đối với phi ha. Bán kính thì đương nhiên là 0 1 rồi. Như vậy bạn có cái miền d phẩy b phẩy. B phẩy có r chạy 0 1 này. Phi chạy từ ha, trừ pi chia 2 đến pi chia 2. À, chỗ này các bạn lưu ý là mình hoán đổi vị trí thì mình cứ bám theo như vậy để đi thấy nhá nào. Còn nếu như bạn mà lẫn lộn giữa hai cái này thì bạn rất dễ bị nhầm đấy nhá. Giữa cái chuyện là trừ pi chia 2 đến pi chia 2 hay là không pi hay sao sao đó đấy nhá. Tốt nhất là mình cứ đi theo đúng tam nhiễm thuận, xoay là xoay hết thấy nhá nào. Tiếp theo x, x thì rõ ràng là trong trường hợp này không 2 rồi ha. X không 2 đấy nhá. Rồi. Thì rõ ràng trong trường hợp này bạn ráp vào thì bạn sẽ thu được phí thôi. Đến đây dễ rồi đúng không? Ừ, bạn sẽ được là hai lần ha, tích phân ở trên v vậy này. Hai lần x cộng với y sẽ là r của phi ha. Trừ đi z sẽ là r sin phi. Jacobi là r dr d phi dx đúng không? Rồi, từ đây bạn sẽ tính nguyên hàm. Nhá nào. Và theo biến nào trước cũng được, thì tự lấy lên, được chưa? À, thì đây là một số dạng các bạn xem qua, tôi xem rồi các bạn thấy nhá. Còn lại nhìn chung là bạn giả sử như ở đây có thêm một cái bài nó có dạng thế này này, V ha, với S là biên kính của miền, để như giả sử S là biên kính ha, biên kính của miền V. Tiền V này á, thì là những cái bộ x, y, z sao cho thỏa mãn là không nhỏ bằng x nhỏ bằng 1 trừ đi y bình, trừ đi z bình. Trừ đi z bình lấy căn bậc 2 ha. Đó, hướng ra phía ngoài chẳng hạn. Nha. Thì rõ ràng cái hình này thì bạn mở ra thì bạn biết đây là nửa của câu và ông ở với phần x lớn không. Thì bạn cũng có thể xoay luôn. Đó nhé. Đổi sang toàn độ câu. Về bên này x thì bên này sẽ có là z này, bên này y này, đúng chưa? Đổi qua toàn độ câu như vậy bạn thấy là được nửa của câu lên trên đúng không? Đó, nghĩa là thì bạn cũng tương tự đưa về tích phân ở trên miền B là được, đấy nghĩa là từ tích phân mặt lấy 2 về tích phân 3 lớp nhé. Rồi, tạm biệt các bạn ha.